kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sau gần một ngày nắng nóng do ảnh hưởng của rìa nam, lưỡi áp cao lục địa với nền nhiệt buổi trưa cao nhất lên đến 34-35 độ, thì chiều nay thủ đô Hà Nội đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Cường độ mưa không lớn nhưng đi kèm với sấm sét và gió giật mạnh. Do có mưa nên nhiệt độ tối và đêm nay sẽ giảm nhanh xuống chỉ còn từ 25-27 độ. Sự chênh lệch về nhiệt độ trong ngày lên tới cả chục độ như thế này sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là với đối tượng có sức đề kháng yếu như trẻ em. Chúng ta cần hết sức đề phòng. Sang ngày mai, dưới tác động của đới gió đông ẩm, miền Bắc sẽ chuyển mây nhiều hơn. Thủ đô Hà Nội trời vẫn có nắng nhưng cường độ nắng không mạnh. Do trời nhiều mây, mưa nắng đan xen nên nền nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 31-32 độ. Khả năng mưa trên dưới 80%. Lượng mưa trung bình từ 20-30, có nơi lên tới 50mm. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt mưa này có thể sẽ kéo dài đến hết ngày 23 tháng 9. Và sau đây sẽ là thời tiết chi tiết của các khu vực tại Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía Tây Hà Nội từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25-30 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25-31 độ. Khu vực Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25-30 độ. Tại vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24-29 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25-31 độ. Còn bây giờ là phần dự báo chi tiết của Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!